Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình nãy góp lễ kỷ niệm 1 năm của một cái ví Mac Wallet dưới pin Smart Chain các bạn. Mình đang chia tổng giải thưởng là 10.000 đô tốc cần Mac các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lưu trữ phần link mô tả dưới video, mở cái link tờ Twitter của nó ra bạn. Những video đầu tiên các bạn theo dõi tờ Twitter của Mac Wallet này các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi tiếp tục bạn theo dõi Binance Smart Chain nè. Rồi bạn theo dõi luôn các bạn. Sau đó bạn bắt đắp lên. Tiếp tục bạn theo dõi BC của dự án nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn like nè. Các bạn chấp nhận và tài quyết tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn tài quyết lại nè các bạn. Sau đó thì các bạn gỡ nhấp vào của Linh Phong nè các bạn. Rồi các bạn chạy xíu các bạn. Rồi sau khi các bạn mở Linh Phong ra thì các bạn khai báo thôi các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn để địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn submit link request nè. Thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài dự án của nó nè. Các bạn sao chép liên kết gửi vào của Linh Phong này nè các bạn. Tiếp tục các bạn gỡ đường link và profile tại Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter của mình ra nè. Các bạn nhập vào avatar, nhập vào một hồ sơ nè, nhập vào bài gạch cùng nè, nhập vào chia sẻ nè. Rồi bạn sao chép liên kết nữa các bạn. Bạn dán vô đây các bạn. Sau đó thì các bạn gỡ địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên Gmail nha các bạn. May Wallet nè. Thì các bạn nào chưa có Gmail Wallet thì link cho phần link mô tả mình tạo ví luôn các bạn. Sau đó thì các bạn có thể tạo ví hoặc là backup 12 chuỗi bảo mật trên ví Mac Wallet nè các bạn. Rồi các bạn chạy lót trên ví Chuk Wallet, trên ví May Wallet của tất cả các bạn thì nhấp vào một pin pin nè các bạn. Các bạn móc vào một pin like nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chép địa chỉ ví mình nha các bạn. Nó cũng tương tự như ví Chuk Wallet thôi các bạn. Rồi bạn dán vào đây. Như mình khuyên các bạn nên tải ví May Mac Wallet này về nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào gỡ xong. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 đô token Mac. Đến đây kết thúc mà. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thôi nhé.